Hai và Vân xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Blue Game nhá. Thì tiếp tục với series Arca Offline các bạn ạ. Thì ngày hôm nay mình quyết định thì mình sẽ đi tem con sói nha. Thì mình tem con sói để dành mình đi hang các bạn ơi, để cài level với lại farm chitin nữa, để làm cái bộ giáp chitin nè. Đâu rồi? Thì hiện tại thì mới có được giáp da thôi các bạn ạ. Đó. Thời gian sắp tới thì mình sẽ lên giáp chitin nha. Đó các bạn có thể thấy đây là những bộ giáp chitin nè. Cần tốn khá là nhiều chitin luôn các bạn ạ. Vì thế là một cái con thú mà được cái lựa chọn đó chính là con sói. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ bay qua bên cái vùng tuyết nha các bạn. À mình để mình đem theo cái X10 nữa các bạn ạ. Nhớ phải đem theo X10. Đem theo X10 với lại là tên mê nữa. Đâu X10 này, đó, đem nọc sứa theo luôn. Tên mê thì ở đây mình đã có 38 mũi rồi các bạn ạ. Đó, như đây thì mình thấy là đủ rồi đấy. Còn Narcotic á thì mình không cần lắm, tại vì giờ mình đã có nọc sứa rồi các bạn ạ. Nọc sứa thì kiểu như có thể là kiểu như là tăng cái thời gian, tăng cái độ turbo nó lên. Đó, vì thế là mình không cần Narcotic đâu. Các bạn có thể thấy thì con bờ te của mình nó chở mới có một tí xíu đồ, để mình xem bao nhiêu ký này. Mới có là 112 ký thôi mà nó đã nặng rồi này các bạn ạ. Chán thật sự luôn. Vứt hai cây đàn câu này đi các bạn ơi. Hai cây đàn câu này khá là nặng luôn. Mỗi cây 10 kg các bạn ạ. Thì game này làm thực tế ghê không. Thì mỗi cây đàn câu nặng 10 kg á. Đó, mình vừa vứt đi các bạn có thể thấy thì game làm khá là thực tế luôn. Ở ngoài thì có bạn nào mà cầm nổi cây đàn câu 10 kg không thì các bạn comment cho mình biết nha. Ok, thì những level đầu như thế này á, thì các bạn muốn tem cái con gì gọi là ăn thịt á thì các bạn phải làm bẫy nha. Thì sau khi mà mình qua vùng tuyết á thì mình sẽ ở cái vùng giáp ranh giữa vùng tuyết và vùng vùng đồng bằng nha các bạn. Đó, vùng tuyết và cái vùng bên để mình gọi là vùng tuyết và cái vùng nóng nha. Thì bên vùng tuyết á thì các bạn sẽ bị tuột máu. Đó, vùng lạnh và vùng nóng đi. Thì bên vùng tuyết thì các bạn sẽ bị tuột máu, vì thế là mình sẽ làm ở cái bẫy ở khoảng giữa để mình có thể là dụ cái con sói ra và mình tem nó nha các bạn. Thì những level đầu như thế này thì không có sự lựa chọn đâu các bạn ạ. Thấy con nào ưng ưng thì lại múc nó thôi chứ chưa có ống nhòm gì hết á. Mới có mình mới có tem được con bờ te thôi. Đó, còn khá tốn khá là nhiều, thiếu khá là nhiều tài nguyên luôn. Để mình ráng bay qua bên vùng tuyết rồi mình sẽ làm một cái bẫy ở cái vùng này. Nhà của mình thì các bạn có thể thấy thì nhà của mình vẫn chưa có chỉnh sửa gì hết các bạn ạ. À, chưa lên được nhà đá nữa, nhà gỗ để nó sống nguy hiểm quá. Tụi thú mà nó buồn thì vui thì nó không sao, nhưng mà buồn cái nó phá nhà mình chắc banh hết đó các bạn ạ. À, để mình lên đây nè, đây mình chỗ này mình thấy có bằng phẳng nào, mình không biết có sói trên đây hay không thôi. Nếu có sói thì mình chịu cực mình bay một tí xíu thì mình có thể là mình dụ nó lại đây. Mammoth nè. Again nữa kìa. Đây, bởi vậy rất là nhiều con thú phá các bạn luôn á. Thì mình xây bẫy cái này các bạn có thể là kiểu như trong thời gian tem nè. À có sói, có sói, có sói. Trong thời gian tem thì các bạn có thể bảo vệ được cái con thú của các bạn luôn là thứ nhất. Thứ hai là các bạn bắn tinh mê nó không có nó lạnh nè các bạn. Các bạn bắn tên mê nó không có sao ta. Ê, Sabertooth, Sabertooth. À, nguy hiểm quá các bạn ạ. À, Sabertooth ở dưới. Thứ hai là bạn bắn tên mê, trong thời gian bạn bắn tên mê thì không có một con nào nó quấy phá các bạn ạ. À, mình định làm ở đây mình thấy có hai con agen ở đây mình thấy ghét quá. À, ghét cực luôn ấy. Mình sợ nó phá quá các bạn ơi. Để mình bay qua mà rìa ở đây một tí xíu. Đó, ở khu này thì nó không có lạnh nè, nó bị đen khá là bình thường. Khu này thì có tụi đi lô nhỏ. Thì nhất thiết là level đầu này các bạn nên né cái vùng tuyết ra nha, các bạn không được ở lâu ở vùng tuyết đâu ấy. Ở lâu thì tuột máu các bạn kiểu như là xe không phanh luôn các bạn ạ. À, bò cạp này
Nếu như mà mình tem được con Agen á thì khỏi nói rồi, Agen thì gấp được con sói, nhưng mà con Bertha này thì làm sao mà gấp được con sói các bạn. Trời đến sắp tối rồi các bạn ơi. Khó rồi, khó thật sự ấy. Ok thì có thể là mình sẽ làm 7 ở đây, rồi mình sẽ lên trên kia. Lạnh nè, ở đây mà còn lạnh nè. Không hiểu tại sao luôn. Mình ra xa như thế này mà vẫn còn lạnh nè. Đó, mình làm ở đây cho nó an toàn đi các bạn. Bây giờ thì bắt đầu vô cái công việc là farm. Các bạn có thể thấy mình ở vùng tiết sớm giờ thì lượng máu lên người nó bị tụt xuống rồi, các bạn có thể thấy đấy. Tụt khá ghê luôn. Thì bây giờ mình làm 7 là mình sẽ làm 4 ô thôi nha các bạn. 4 ô là mình nghĩ là đủ rồi đấy. 4 ô là làm farm gỗ, farm phiết, đồ là các thứ là tốn khá là nhiều luôn rồi đấy. Ở nhà thì mình đã đem theo mấy cái thứ cần thiết rồi đó. Gỗ, cái sàn, sàn gỗ. Chưa đủ làm sàn gỗ các bạn ạ. Hai là 4 cái sàn gỗ này hơi bị lâu luôn. Nhưng mà mình kiểu như là cái đoạn này thì mình cũng không muốn cắt ra làm gì hay là tua nhanh gì á. Thì cái đoạn mình tem nó thì mình mới cắt thôi. Thì các bạn chịu khó mà theo dõi nha. Thì thí dụ mà các bạn nào mà kiểu như muốn tua nhanh á, thì các bạn có thể là tua trên máy của các bạn, thì các bạn bấm net tới thôi. Thì cũng đơn giản mà. Một cái, hai cái này. Hai cái bây giờ thiếu gỗ. Không biết thì làm một ô thì nó có thể ra được hay không nữa, thì bây giờ thử là mới biết nha các bạn. Làm một ô thôi. Ở đây có bọt cạp này. À mà sẵn đây thì mình nói cho các bạn biết một điều luôn là các bạn á, có bất cứ thắc mắc gì á thì các bạn cứ nhắn tin lên cái đường link Facebook thì mình để bên dưới phần mô tả đó các bạn ạ. Thì các bạn nhắn tin vô đó nha, mà các bạn nên nhớ là các bạn muốn hỏi gì á thì các bạn cứ viết ra hết luôn đi, chứ các bạn đừng nhắn là kiểu như anh ơi đợi mình rep rồi các bạn mới hỏi. Thì các bạn cứ nhắn ra đi thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Thì có các bạn nào ví dụ như là bên offline này này thì lượt xem của các bạn nhiều hơn, hay là các bạn quan tâm đến cái những video sinh tồn offline của mình nhiều hơn á, thì các bạn thì bạn comment bên dưới thì mình sẽ chú tâm vào việc chơi bên ập này hơn hả, kiểu như vậy. Bốn ô nha các bạn. Đấy, xây lên này. Ok chưa? Bây giờ chỉ việc là đi farm gỗ và làm những cái miếng tường thôi. Một tí nữa thì còn cực nữa các bạn ạ. Trời thì mình thấy là chuẩn bị tối rồi đó. Hiện tại thì công việc thì vẫn chưa vào đâu nữa. Mình nghĩ là mong hy vọng là tem trước nó trước khi trời tối, thì sau khi mà mình tem nó thì mình sẽ ngủ, vì thế là cái thời gian đói của nó các bạn nó sẽ tăng lên. Thì mình đỡ mất thời gian hơn thôi. À, thiếu fiber rồi. Biết lắm à. Ở vùng lạnh rất là nhanh đói luôn các bạn ạ. Có đem đuốc hay không nè. À hình quá có cái đuốc. Cái đuốc gần hư rồi. Bật đuốc lên. Cái con gì cắn cái con bò te của mình hay gì ta. Mình nghe tiếng chim kêu mà. À không phải. Nhầm thôi các bạn ạ, chỉ là nhầm lẫn thôi.
2 rồi. 4 miếng nữa các bạn ơi. Thì bây giờ là mình đã nói với các bạn là cái series lần này á, thì mình sẽ không có sử dụng Amber vào cái mục đích mua keyboard hay là như thế nào hết á. Vì thế là mình phải tự động và mình phải tự kiểu như là mình phải cho nó ăn thịt thôi các bạn ạ. Thì ăn thịt thì mình phải đợi. Đó. Thì thế là cũng khá là khó khăn luôn. Có con sói này về thì mình nghĩ là nó sẽ được bảo vệ được cái khu đầm lầy của mình rồi đó các bạn ạ. Tại vì khi mà con sói á, đam nó cao á, thì nó rất là mạnh đó các bạn ơi. Thiếu gỗ rồi. Con sói đam nó rất là lớn luôn ấy. Thì các bạn khỏi lo luôn. Thì kia có con Sabertooth kìa. Mình ngại với con Sabertooth đó lắm luôn á. Nó mà kiểu như nó phóng lại đây. À mình có đồ mà sao không mặc vào. Kệ các bạn ạ. Có bao nhiêu đỡ bấy nhiêu. Ví dụ như là không có đồ thì nó táp khoảng 2 cái thì mình chết, còn có đồ các bạn thì táp đến 3 cái thì mình đai thôi. Đó. 3 rồi, 4 rồi, 5 rồi. 6 7 này. Thấy thiếu gỗ rồi. Tí nữa thì sắp khát nước rồi này, không biết thì ở gần đây thì có khu nước nào không. Ok. Thôi đi uống nước các bạn ạ. Khát nhiều lắm rồi. Đi em ơi. Ngoài đây ngoài biển thì ở đây ra cái chỗ này là nhanh nhất thôi các bạn ạ. Nhanh lên em ơi. Chết rồi. Ok vừa kịp, mình tưởng là mình nghỉ một đoạn nữa chứ. Ok uống nước đi em. Kêu uống nước thôi chứ ai kêu mà nhảy xuống đâu mà. Thì ở đây thì mình sẵn tiện ở đây mình sẽ farm gỗ luôn nha các bạn. Sẵn đây thì có gỗ nhiều nè. Farm luôn, bên kia mệt quá. Mình sợ một hồi thì con bờ te nó chở mình vô không nổi thôi chứ không có gì hết á. Đây làm cái miếng này đây. Một miếng nè. Làm khoảng 4 miếng nha các bạn. 4 miếng hai bên thì mình dụ nó được rồi. Miếng nữa. Ok vâng, thì cuối cùng thì mình đã xây xong cái bẫy rồi các bạn ạ. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lên cái vùng nuôi tiết để dụ con sói xuống nha các bạn. Thì như các bạn được thấy thì hiện tại thì mình đang bay lên vùng nuôi tiết này. Đó. Thì ở đây thì kiếm một con sói thì hiện tại thì mình thấy khá là khó luôn các bạn ơi. À đây này, đây có một con này. Thì để mình dụ nó xuống cái bẫy của mình mới được. Thì khi mà không có ống nhòm á thì mình chỉ bắt đại thôi chứ không có lựa được level nha các bạn. Ok, nó chuyển qua sang cái con con này level hình như 40 thì phải. Đây, nó chuyển sang cái con Mammoth rồi các bạn ạ. Thôi xác định cái con đó rồi. Đi tìm con khác thôi các bạn ơi. Ở bên kia thì chỉ có những con Sabertooth thôi. Còn ở đây thì có một cái con sói đâu rồi ta. Đây.
Bảo đảm là con số dưới đây là bị làm thịt rồi. Đó, các bạn có thể thấy thì hiện tại thì không còn thấy xác nó luôn. Ok và vâng, thì cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một con sói và mình hiện tại thì mình đang dụ nó vào cái bẫy của mình nha các bạn. Thì con sói này có yếu level 20 thôi, thì hiện tại thì các bạn có thể thấy thì nó đang dí theo mình nè. Đó, dụ nó vào bẫy thôi. Ok thì các bạn có thể thấy thì nó đã chui vào bẫy rồi nha các bạn. Thì theo mình quan sát thì nó không thể nào mà ra được các bạn ạ. Bây giờ thì chỉ việc là chúng ta xuống và bắn tinh mê vào nó thôi. Đâu để mình lấy tinh mê ra nào. Đây, mày hả mày. Nó chỉ level 20 thôi, thì vì thế là không biết thì bắn bao nhiêu phát thì nó sẽ ngất nữa. Nhưng mà hy vọng là tinh mê của mình hiện tại thì đang đủ nha các bạn. À, hụt mất tiêu rồi. Ok. Ok, cuối cùng và nó cũng ngất rồi các bạn ạ. Thì đây, để mình xem nó còn bao nhiêu máu nha. Đây, 20 cộng lên được 10 level thôi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình phải bay lại cái chỗ hồi nãy, lúc nãy mà mình bị con Raptor giết thôi các bạn. Thì lúc nãy mình đi uống nước á, thì bị con Raptor nó giết ngoài đây này. Và rớt hết đồ luôn. X10 cũng như là các thứ đồ nó bị rớt ở ngoài đây. Vì thế là bây giờ mình phải đi lấy lại thôi. Thì các bạn nào chưa biết thì sẵn đây thì mình sẽ nói luôn nha các bạn. Thì khi mà các bạn chết ở chế độ offline á, thì cái túi đồ xác của các bạn á, đây cá đuối, ai ai da, không ổn rồi, có cá đuối ở đây rồi. Sao lấy được cái túi của mình bây giờ? Ai tiêu rồi. Bây giờ phải chạy bộ ra kia thôi các bạn ạ. Khó rồi. Ok và vâng, thì cuối cùng thì mình cũng đã lấy lại được túi đồ rồi các bạn ạ. Thì cuối cùng thì cũng có X10 rồi. Đó, bây giờ bỏ X10 vào thôi. Cho nó ăn nọc sữa để tăng cái turbo lên. Mà khoan đã, bây giờ thì mình phải đi farm thịt đùi thôi các bạn. Bây giờ có 10 mũi tên thường này. Thì kiếm cái con con gì ta, con Stego, đúng rồi, con Stego. Thì mình giết con thịt Stego các bạn, thì nó sẽ ra thịt đùi nha. Nhưng mà không biết thì tìm nó ở đâu đây nữa. Để mình bay xuống dưới kia xem thử đây. Hy vọng là sẽ thấy nó nha. Nếu không thấy nó thì bắt buộc là phải dùng thịt thường thôi các bạn ạ. Nếu mà dùng thịt thường thì thời gian tem của nó rất là lâu luôn. Thì mình bay xa như thế này thì không lo lắng lắm. Tại vì cái con sói mình đã để nó ở trong cái ngôi nhà đó rồi các bạn. À đây, có một con Stego này. Để em xem cái con này leo bao nhiêu máu nha. À, nó đang còn ít máu các bạn. Đang còn ít máu. À, lợi dụng cái cơ hội này thì mình sẽ bắn nó nha. Đó, chính xác rồi đấy. Đây, nó đang quay lại này.
Đó, hy sinh. Ok, thì bây giờ mình sẽ farm thử xem có ra thịt đồ hay không. Hy vọng là có nha các bạn. Rồi. Thôi quá các bạn ơi, thì cái con này nó không ra thịt đồ rồi. Đây. Bắt buộc phải tem thịt thường rồi các bạn ạ. Để mà mình xem thì một miếng thịt thường thì nó sẽ lên bao nhiêu phần trăm. Ăn mấy miếng rồi vậy ta? Hai miếng này. Nên bỏ vào 10 miếng thôi. Hiện tại thì 31% rồi, tại vì mình bỏ nó đói nó một thời gian rồi đó các bạn. Vì thế nên là nó 31%. Chứ bình thường một miếng này mình nghĩ là chỉ được 5% thôi. Thì thời gian đợi tem nó khá là lâu, vì thế là mình sẽ bỏ qua cái giai đoạn này nha các bạn. Thì các bạn nào đang xem thì hãy nhớ để lại cho mình một like cũng như đăng ký channel để ủng hộ mình. Thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau nha.